Chú thím không muốn nuôi bà thì cũng cố mà nhịn đến sáng chứ. Sao đêm hôm rồi còn chở bà về trả thế này? Lệ, bà có chuyện muốn nói. Có chuyện gì thế hả bà? Có phải là chú thím lại làm gì bà nữa đúng không? Thôi muộn rồi, bà nói thẳng luôn. Mày giả cho bà 300 triệu tiền bán đất đi. Bà, con đã nói với bà rồi cơ mà. Cái tiền đấy là con giữ cho bà, con có tiếc gì đâu. Mày không tiếc thì mày trả bà đi. Tiền của bà mày giữ làm gì? À, hay là mày định nuốt không số tiền đấy? Thím thôi cái giọng mày đi. Cháu biết thừa là thím thèm rõ rãi cái số tiền đi ra. Mà chắc gì thằng Khải đã nợ nần mà thím kêu. Đấy, đấy, đấy. Bà nghe nó nói nhá. Nó nói thế khác gì bảo là không trả bà tiền. Tôi không nói nhiều. Tôi đến để đòi tiền chứ không phải để xin chị. Đúng. Chị trả cho tôi tiền bán đất đi. Bà, có phải là chú thím đe dọa gì bà nữa đúng không? Bà cứ nói với con. Tôi đã nói rõ rồi, tiền đấy là tiền bán đất của tôi. Chị trả cho bà đi, chị không có quyền giữ. Nhưng mà con có giữ cho con đâu, con đang giữ cho bà. Bà biết thừa là chú thím với thằng Khải như thế nào rồi. Bây giờ con đưa tiền đấy cho bà mang về thì kiểu gì bà cũng mất. Bà ơi, bà phải nghe con. Tiền của tôi muốn làm gì thì làm. Chị cứ trả cho tôi đi hẳn. Con không trả. Con nghĩ kỹ rồi, con sẽ làm cho bà một cuốn sổ tiết kiệm. Khi nào bà cần con sẽ đưa hết cho bà. Thôi, nói đi nói lại thì mày cũng chỉ muốn giữ tất cả số tiền của bà chứ gì. Bà, sao bà lại nói như thế à? Từ trước đến giờ con đã tham cái gì của bà chưa? Ai biết được sau lưng bà mày giở cái trò gì. Bà nói thế là thế nào ạ? Bà nghi ngờ con á? Bà nghĩ là con cướp tiền của bà thật á? Chứ còn gì nữa. Nếu mày không tham, tại sao nghe tin chú thím mày bán đất mày chạy về nhanh thế? Thế rồi mày lại tìm đủ mọi cách để lừa lại chú thím mày, đòi lại số tiền ấy bằng được. Thế thì chả tham là cái gì? Chứ còn gì nữa. Bây giờ bà nhận ra bản chất của nó rồi đấy. Chứ làm gì có đứa nào đang sống sung sướng ở thành phố tự dưng về đây ở làm gì? Thôi không nói nhiều, mày trả lại tiền cho bà đi. Mày định đòi nuôi bà để hợp thức hóa 300 triệu tiền bán đất của bà chứ gì? Bây giờ bà không ở với mày nữa thì trả bà đi chứ. Bà ơi, con nhất thiết là phải đến mức này không hả bà? Nếu nó không trả tiền, mai mày đèo tao lên ủy ban, tao sẽ làm đơn kiện nó. Không còn bà cháu gì nữa. Nếu đã không còn bà cháu ruột thịt gì thì mới bà ra khỏi cửa hàng cháu đi. Tiền có thể kiện để lấy lại, cháu sẵn sàng chờ pháp luật xử lý. Nếu bà thắng, cháu sẽ ra lại hết tiền cho bà. Mày bị điên à? Chờ xử thì đến bao giờ? Mà chúng nó đang đòi dọa giết con trai tao đấy. Kìa bà, nó nói thế khác gì giết thằng Khải. Bà phải quyết liệt lên chứ ạ. Lệ, coi như bà cầu xin mày. Bà cầu xin mày đấy. Bà ơi, bà làm cái gì thế? Sau đêm nay, coi như mày không còn bà, bà cũng không còn đứa cháu như mày nữa. Mày cứ tự do mà sống, thoải mái mà sống, không phải vướng bận gì cả. Nhớ lấy. Thế còn 200 triệu nữa thì làm sao? 200 triệu nào ạ? Ui, bà vẫn còn 200 triệu chỗ chị Lệ á? Thế thằng Khải nợ người ta 500 triệu, đây mới có 300, thế chẳng còn 200 nữa là gì? Thì mình trả nợ trước 300, còn 200 thì mình xin giãn nợ sau. Vâng vâng, đúng rồi đấy ạ. Bà, bà ơi, nếu như mình thiếu, mình lại sang vai chị 200 triệu. Tao cấm. Chúng mày không thấy xấu hổ hay sao mà còn định ra quấy nó? Mà 300 triệu này coi như ân huệ cuối cùng tôi làm cho nhà anh chị đấy. Vâng ạ, ân huệ này là lớn lắm rồi ạ. Tôi thật không còn mặt mũi nào mà nhìn cái Lệ nữa. Cho nên từ nay các anh chị cũng đừng tính chuyện ra quấy nó nữa. Coi như ân đoạn nghĩa tuyệt rồi. Để yên cho nó sống đi.